tiểu sử diễn viên Sam. Diễn viên Sam tên thật là Nguyễn Hà My, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1990 tại Long An. Cô nổi tiếng không chỉ với vai trò diễn viên mà còn là người mẫu, MC và một nữ doanh nhân thành đạt. Sự nghiệp của Sam trải qua nhiều thăng trầm, từ khi cô còn là hot girl đến khi trở thành một trong những diễn viên truyền hình và điện ảnh được yêu thích tại Việt Nam. Hành trình từ một cô gái trẻ đam mê nghệ thuật đến một nghệ sĩ đa năng và thành công của Sam là minh chứng cho sự nỗ lực và kiên trì của cô trong việc khẳng định tên tuổi của mình trong làng giải trí. Sam sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ, cô đã bộc lộ niềm đam mê với thời trang và diễn xuất. Với vẻ đẹp ngọt ngào, vóc dáng nhỏ nhắn và nụ cười tươi tắn, Sam nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi cô bắt đầu tham gia làm mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen. Đặc biệt, vào khoảng những năm 2000, Sam được biết đến như một trong những hot girl nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Năm 2008, Sam tham gia cuộc thi ngôi sao thời trang và xuất sắc giành giải thưởng cao nhất. Đây được coi là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô, giúp cô được chú ý hơn và mở ra nhiều cơ hội trong làng giải trí. Với giải thưởng này, Sam có cơ hội thử sức trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ người mẫu, MC đến diễn viên. Bước ngoặt vào lĩnh vực điện ảnh. Dù ban đầu Sam chỉ được biết đến như một hot girl, nhưng cô đã nhanh chóng chứng tỏ mình có tài năng thật sự trong lĩnh vực diễn xuất. Những vai diễn đầu tiên của Sam chủ yếu là các vai phụ, nhưng qua từng dự án, cô dần khẳng định khả năng nhập vai đa dạng và đầy cảm xúc. Với sự giúp sức của đạo diễn Nguyễn Dương, Sam đã mạnh dạn thử vai trong bộ phim Trò chơi tình ái. Với thành công ban đầu, cô tiếp tục tham gia thêm vài bộ phim nữa. Diễn xuất chân thực và nhập tâm đã giúp Sam chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả cả nước. Thế hệ 9X đời đầu chắc chắn sẽ không thể nào quên được hình ảnh một cô nàng xinh xắn và ngọt ngào Hà My. Bộ phim truyền hình đầu tiên mà Sam tham gia là phim Những cô nàng rắc rối, một bộ phim dành cho giới trẻ. Dù vai diễn trong phim không quá nổi bật, nhưng đây lại là bước đệm quan trọng giúp cô có cơ hội thử sức với những vai diễn lớn hơn. Sau đó, Sam tiếp tục tham gia nhiều bộ phim khác như Sương khói đồng hoang, Dâu trăm họ, Lối rẽ trái muộn màng, Cô thắm về làng, Nhà trọ có bốn cô chiêu, Những nàng công chúa nổi tiếng, Đảo ngọc huyền bí. Năm 2015, diễn viên Sam tham gia bộ phim Lời nguyền Sapphire. Bộ phim này đã mang lại thành công vang dội cho cô với đề cử nữ diễn viên được yêu thích nhất của giải ngôi sao xanh. Năm 2016, Sam thực sự tạo được dấu ấn lớn trong lòng khán giả khi tham gia bộ phim điện ảnh Siêu sao siêu ngố của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh. Bộ phim không chỉ đạt được thành công về mặt doanh thu, mà còn giúp tên tuổi của Sam nổi bật hơn trong làng điện ảnh Việt Nam. Vai diễn này cũng giúp cô chứng tỏ mình không chỉ là một người đẹp trên màn ảnh, mà còn có khả năng diễn xuất hài hước và linh hoạt. Qua phim này, cũng giúp Sam chinh phục giải ngôi sao xanh ở hạng mục gương mặt điện ảnh triển vọng. Những năm về sau, nữ diễn viên tiếp tục tham gia vào các bộ phim như Gia đình là số 1, Hợp đồng định mệnh, Linh duyên, Nếu còn có ngày mai, Những cô nàng ngổ ngáo, Cô thắm về làng 4 và nhiều phim khác. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Sam còn thành công với vai trò MC cho nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như Sàn đấu ca từ, Gương mặt thân quen, Người bí ẩn, Ảo thuật sắc đẹp, Mãi mãi thanh xuân, vân vân. Với phong cách dẫn dắt duyên dáng, thông minh và sự chuyên nghiệp, Sam đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và trở thành một trong những MC được yêu thích nhất tại Việt Nam. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Sam còn là một nữ doanh nhân tài ba. Cô sở hữu một thương hiệu thời trang và mỹ phẩm riêng và luôn nỗ lực để phát triển thương hiệu của mình trên thị trường. Sam từng chia sẻ rằng, để có được thành công như hôm nay, cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thách thức. Việc vừa đảm nhận công việc nghệ thuật vừa kinh doanh là một thử thách lớn, nhưng với lòng đam mê và ý chí kiên cường, Sam đã từng bước vượt qua và đạt được những thành tựu đáng nể. Hành trình vượt qua khó khăn. Dù nổi tiếng và thành công, nhưng ít ai biết rằng Sam đã phải trải qua không ít khó khăn trong cuộc sống cá nhân. Nhất là giai đoạn khi bố của Sam qua đời, gia đình cô lâm vào tình trạng khó khăn. Bởi bố là nguồn thu nhập chính của gia đình, bố cũng luôn là người ủng hộ và động viên cô theo đuổi con đường nghệ thuật. Còn mẹ lại không muốn cho cô theo nghề. Sau cú sốc tinh thần quá lớn, cô cùng với mẹ phải cố gắng gượng dậy để làm chỗ dựa cho em trai.
Những năm đầu của sự nghiệp, Sam từng phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích và hoài nghi về khả năng của mình. Tuy nhiên, thay vì chùn bước, cô đã lấy những lời chỉ trích đó làm động lực để không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Một trong những thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của Sam là khi cô quyết định rời khỏi hình ảnh hot girl để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Sự thay đổi này không dễ dàng, đòi hỏi cô phải nỗ lực rất nhiều để khẳng định tài năng và chứng minh mình có thể đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng. Sam từng chia sẻ rằng, việc từ bỏ cái mác hot girl là một trong những quyết định khó khăn, nhưng nó thật sự cần thiết trong sự nghiệp của cô. Đời sống cá nhân và những thành tựu nổi bật. Cuối năm 2022, Sam được chồng doanh nhân Hàn Quốc cầu hôn, đến tháng 4 năm 2023 thì đăng ký kết hôn. Năm 2024, diễn viên Sam chia sẻ niềm hạnh phúc khi chào đón cặp đôi song sinh. Sam may mắn vì luôn có ông xã yêu thương đồng hành, tuy nhiên, đến nay Sam vẫn luôn giấu kín hình ảnh người chồng của mình. Cô cho biết, người bạn đời của mình không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh là người tâm lý, biết cảm thông cho công việc của vợ. Ngoài ra, cô luôn được công chúng ngưỡng mộ bởi lối sống giản dị, chân thành và sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Cô cũng là người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và luôn hướng về cộng đồng. Một trong những thành tựu đáng chú ý của Sam là việc cô trở thành một trong những diễn viên hiếm hoi tại Việt Nam sở hữu khối tài sản lớn khi còn rất trẻ. Ngoài việc sở hữu nhiều bất động sản, xe hơi sang trọng, cô còn gây ấn tượng bởi gu thời trang tinh tế và đẳng cấp. Tuy nhiên, Sam luôn nhấn mạnh rằng thành công của cô không chỉ dựa vào may mắn mà là kết quả của quá trình làm việc không ngừng nghỉ và sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Sam vẫn không ngừng nỗ lực để phát triển bản thân và tìm kiếm những cơ hội mới. Cô luôn mong muốn được thử sức với những vai diễn đa dạng hơn, từ những vai hài hước nhẹ nhàng đến những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian để phát triển thương hiệu cá nhân và các dự án kinh doanh riêng. Sam từng chia sẻ rằng cô không đặt ra quá nhiều áp lực về việc phải đạt được điều gì trong tương lai, mà quan trọng nhất là làm việc bằng cả đam mê và tâm huyết. Chính tinh thần lạc quan và kiên trì này đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Cuộc đời và sự nghiệp của diễn viên Sam là một hành trình đầy cảm hứng về sự kiên trì, nỗ lực và không ngừng vươn lên. Từ một hot girl nổi tiếng, cô đã chứng minh được tài năng thực sự của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ diễn xuất, MC đến kinh doanh. Với sự cống hiến và tinh thần không ngừng học hỏi, Sam đã khẳng định được vị thế của mình trong làng giải trí Việt Nam và trở thành một trong những nghệ sĩ đa năng được yêu thích nhất hiện nay. Trong tương lai, Sam chắc chắn sẽ còn tiếp tục mang đến nhiều dấu ấn đặc biệt hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!